Sáng nay, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 19 tháng 5, kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ và tổng kết cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh. Thời gian qua, đóng góp của hoạt động khoa học và công nghệ cho tăng trưởng kinh tế GDP của tỉnh Hưng Yên thông qua tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp TFP bình quân đạt trên 53%. Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên có 94 ý tưởng công trình dự án đủ điều kiện tham gia vòng sơ khảo cuộc thi. Ban tổ chức chọn được 50 hồ sơ đủ điều kiện tham gia vòng chung kết cuộc thi, trong đó 17 dự án ở dạng ý tưởng, 33 dự án có sản phẩm thuộc các lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp công nghệ cao và bảo vệ môi trường, phát triển du lịch gắn với tài nguyên bản địa, công nghệ chế biến, chăm sóc sức khỏe và y tế, giáo dục và đào tạo. Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận 7 dự án ở dạng ý tưởng, 7 dự án có sản phẩm. Trong đó, giải nhất ý tưởng là dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển du lịch thương mại trên địa bàn tỉnh của tác giả Nguyễn Anh Hải, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Giải nhì dự án khởi nghiệp từ rác hữu cơ của nhóm tác giả Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên. Về dự án có sản phẩm, giải nhất thuộc về sản phẩm máy BMD, bấm huyệt massage, dẫn dược tự động và khả năng thương mại hóa thông qua kênh phân phối hỗn hợp của nhóm tác giả Trường Trung học Phổ thông chuyên Hưng Yên. Giải nhì sản phẩm ứng dụng IoT trong hệ thống báo cháy và hỗ trợ hoạt động chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, báo cháy không dây của công ty cổ phần Hưng Yên Galaxy. Nhóm dự án của chúng tôi nghiên cứu chế tạo và sản xuất ra cái sản phẩm này thì chúng tôi mong hướng tới một cái nhóm đối tượng là phần đa người dân. Một sản phẩm rất là tiện ích, sử dụng như một cái thiết bị dân dụng trong gia đình và có thể sử dụng ở mọi lứa tuổi. Nhằm nâng cao sức khỏe, có thể trị liệu một số các cái bệnh thông qua huyệt đạo của lòng bàn chân và nó được nghiên cứu rất là chuẩn chỉ về mặt y học. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng đánh giá cao cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Mặc dù là năm đầu tiên tổ chức nhưng diễn ra hết sức nghiêm túc, khách quan, trung thực và đạt được các nội dung và mục tiêu đã đề ra. Với sự thành công của cuộc thi đã góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tới mọi đối tượng trong xã hội, từ các em học sinh trung học cơ sở đến sinh viên cao đẳng đại học, từ người nông dân đến các kỹ sư, chủ doanh nghiệp, hợp tác xã. Sau cái cuộc thi thì chúng ta đã có được những ý tưởng này, được xác nhận, được ghi nhận này, trao thưởng rồi, và có những dự án thì đã được xác nhận, được ghi nhận. Thì đề nghị là cái cơ quan thường trực trong cái mối quan hệ với các tác giả và các nhóm tác giả cùng với các ngành có cái sản phẩm mà tham gia dự thi và được ghi nhận hôm nay sẽ triển khai các bước tiếp theo để làm sao đó mà để các ý tưởng thì chuyển thành dự án, để các dự án thì ta thực hiện các bước tiếp theo mà để có cái sản phẩm phục vụ cho cái đời sống xã hội. Thì muốn cái phát triển bền vững này, muốn phát triển nhanh này, thế thì phải gắn với khoa học, không thể phát triển dựa trên cái tài nguyên thiên nhiên thuần túy, nó gắn với từng ngành, từng địa phương thì ta cụ thể hóa các cái nội dung của các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh đối với địa phương mình, tăng cường cái liên kết tức là trong cái bối cảnh nguồn lực có hạn thì cái liên kết giữa các trường, tức là cái nguồn lực của các trường thì được chia sẻ, được sử dụng một cách nó hiệu quả. Trường này có điều kiện này thì chia sẻ cái việc sử dụng đối với trường khác, thì làm sao đó thúc đẩy cái đổi mới sáng tạo trong các nhà trường. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh cần tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp cụ thể để thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên phát triển, nghiên cứu xây dựng sàn giao dịch ý tưởng, dự án khởi nghiệp với các doanh nghiệp, hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ cho các ý tưởng, dự án khởi nghiệp để phòng ngừa bị chiếm đoạt, mất bản quyền, nghiên cứu xây dựng thành lập trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh.